Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay bên gia đình em lại quay cái vòng mật nhãn đầu tiên em ở Bắc Giang. Bên các bác đã quay được nhiều chưa? Thì mật cũng đưa cho anh mượn cái bông mật. Thì mật cũng bít lắp như các bác đã thấy đây. Nó chưa phồng thôi nhưng mà bít lắp đến 100% rồi. Đấy. Đây là cái vòng nhãn đầu tiên sau khi bên em là đánh được 4 cái vòng vải. Rồi các bác mới chơi thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách rũ ong. Đấy. Ra được một thùng rồi. Các bác lưu ý khi đi quay mật thì không thể thiếu được cái bình khói này. Bình khói này thì nó làm giảm sự hung hãn của con ong. Đây các bác mới chơi tham khảo cách rũ cầu. Ong đã cơi hết cả ra cầu chắn này. Thước chắn. Đấy, các bác rũ rất từ từ nhé, rồi mạnh dần. Con chúa nó sẽ không bị ảnh hưởng và nhộng, ấu trùng nhộng nó sẽ không bị bay ra. Đấy, các bác có thể thấy đây bầu mật này rất chi là căng. Các bác dùng lực cổ tay là nhiều là chính. Mặt thì rất chi là đẹp. Rồi, tiếp tục sau đây thì em hướng dẫn các bác cách vào cầu khi quay mật xong. Là anh em chúng em đã quay được mấy đàn rồi. Bây giờ thì hướng dẫn các bác mới chơi cách vào cầu ong làm sao mà cho nó đảm bảo an toàn. Đấy, khi các bác vào đến đâu là ép kịch cái cầu vào rồi gọn này. Đấy các bác có thể thấy thao tác. Đấy, đến cầu thứ hai. Thì mùa này thì khi quay mật xong thì các bác vẫn phải dùng thước, nhiều lơi thì không dùng thước nhưng mà bên gia đình em là vẫn dùng thước để đảm bảo cái độ mật nó bít lắp và nó chín hơn. Đấy thì các bác sẽ ép chặt vào. Vậy là các bác đã vào cầu xong một đàn ong. Rồi tiếp tục là bây giờ em lại đi rũ những cái đàn ong tiếp theo. Các bác đánh vòng mật nhãn đã được mấy vòng rồi. Nhưng mà Bắc Giang em là vừa mới đánh vải xong. Bây giờ là đến vòng nhãn đầu tiên đây. Thì hôm nay là thời tiết thì cũng bất lợi. Nhưng mà vẫn phải quay. Khi mật đã chín rồi thì xem dự báo thời tiết bảo mưa một tuần. Cũng phải cố đánh thôi các bác ạ. Đấy các bác có thể thấy là nhộng rất chi là đẹp. Đấy. Mật thì cũng bít lắp rồi nhưng mà nó chưa được căng phồng. Cố đánh vòng này xong thì lắng lên thì tầm 5 đến 7 hôm nữa thì em sẽ đánh vòng tiếp theo. Đây, các bác mới chơi nhé, để ý cách rũ ong làm sao mà nó được nhẹ nhàng nhất và nó dứt khoát nhất thì con ong chúa nó sẽ không bị tổn hại và nhộng nó sẽ không bị văng. Đấy, các bác có thể thấy đây, động tác phải lên dùng lực cổ tay rất chi là nhiều.
Thôi bây giờ là em lại tiếp tục công việc của mình, là em sẽ ra chỗ quay mật và bắt đầu công việc. Chào tạm biệt các bác nhé, hẹn các bác ở những cái vòng quay mật tiếp theo.